Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ lại cho cá ăn tiếp. Và trong mùa dịch này thì không có gì ngoài đoạn khô hết nha các bạn. Thấy nhiều bạn thắc mắc hay là hỏi là có cám chìm cho mấy cá củ sừng ăn không? Thì thật ra trong quá trình mà nuôi lâu dài á, thì khi mà đói thì cái gì nó cũng ăn hết. Như bạn thấy nè, cám nổi thì bỏ vô, củ sừng quen nó cũng đã ăn rồi nha các bạn. Đấy. Bên mình thì hầu hết là các bé củ sừng đều biết ăn đồ ăn khô hết nha các bạn. Dù chìm hay nổi thì tụi nó cũng biết ăn thôi. Đây. Mình mới chỉnh đèn lại. Đấy các bạn thấy củ sừng hoàng đế. Đấy củ sừng xám. Các loại cá khác thì đều biết ăn đồ khô nha. Nên cá lóc cũng có biết ăn nữa nha các bạn. Cú sừng này nè, vừa mới lên ăn cám trên đó rồi ngồi xuống ăn từ từ nè các bạn. Này. Cám chìm này còn một xíu mình đổ vô luôn. Nên bé nào thích chìm ở dưới thì chìm. Chứ không thì cái lúc đó nó đói thì nó trên nó ăn cám nổi hết đều được nha các bạn. Đấy, chú cá ong này thì cũng biết ăn đồ ăn khô, chìm quá bình thường. Cú sừng hoàn toàn có thể thuần tập cho ăn đoạn khô được nha các bạn. Chúng ta sẽ xem các hồ cá còn lại nha, các bạn đợi mình xíu. Và tiếp đến chúng ta sẽ cho hồ cá bên này ăn nha các bạn. Bên này là do có cá chìa cọp nó thích ăn dưới đáy nên mình sẽ đổ cám chìm thêm cho chìa cọp ăn dưới. Còn cám nổi thì vẫn ở trên cho các cá hoàng tử châu Phi, hồng két, rồi cá rô thì bạn được nha các bạn. Chú cá ăn rất là nhanh. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp hồ trên đó nha các bạn. Này. Cái hồ mà toàn là cá bự bự này thì phải xài một chén đồ ăn luôn. Nhanh nha các bạn. Chưa đầy một phút thì đã ăn hết sạch nha các bạn. Đã không còn một hộp nào. Vô cùng nhanh nha các bạn.
Bên này thì các chú cứu sinh cũng biết lên ăn. Đây. Ồ, ăn no luôn. Khiếp. Cái mùa dịch này chúng ta phải cố gắng ăn đồ khô. Đồ khô dịch thôi nha các bạn. Okay, chúc các bạn sẽ ngắm cá vui và có thể khỏe mạnh để cùng vượt qua mùa dịch Covid này nha. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp một hồ cá thủy sinh nhỏ nha các bạn. Rồi. Cũng trang đồ ăn khô là chính. Trong đông lạnh thì cũng đã hết rồi nha các bạn. Đấy. Chúc cá đều ăn uống khỏe nha các bạn. Chú cá lóc này thì không chịu ăn đoạn khô rồi, mình phải chờ chừng nào có vé thì cho ăn thôi, gắng chờ nha con. Đấy, vậy là nãy giờ mình quay các hồ cá đều đang đoạn khô khỏe rồi nhé. Các bạn xem thích thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Westshow nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye. Vâng, sáng nay mình đi chợ thì mình đã có mua được vé để cho chú cá lóc này ăn nha. Chúng ta sẽ bóc một chú vé ra. Nhớ chú cá lóc nhé. Cái chú ta bữa giờ nhìn ăn lâu quá nên không tin nữa. Đấy. Sau khi cho ăn thì bắt đầu mới tin lại. Biết bên này là có hũ vé nè. Nay bây giờ thì nhoi rồi đó. Hay và luôn là nhanh nha các bạn. Chắc bữa giờ em nó cũng thiếu thốn quá. Đói không con? Đấy. Rất nhanh. Ngoài cá lóc ra thì cá rồng cũng thích ăn lắm nha các bạn. Này. Hay và luôn. Rất nhanh nha các bạn. Đợi mình xíu để mình bắt thêm vé cho mấy nàng tiếp. Đây, tiếp tục một chú vé nữa nha. Đây, rất nhanh nha các bạn. Ok, qua tới hồ bự này xem sao.
Hồi bữa này mà mỗi lần muốn chơi cá rồng ăn á, phải canh, chú cá rồng nó gần đấy nó mới đớp được, chứ không là mấy chú cá bên này đớp hết nha các bạn. Đấy, tiếp tục chú cá rồng rất nhanh. Chắc đói cạp nhau rồi kìa, tôi bị sức miếng rồi. Ba chú dế liên tục, mình ném trên này thì rất là nhanh nha, nếu không cẩn thận là bị mấy cá khác ăn hết ngay. Một lần nữa nhé, để coi chú cá rồng đấu lại tụi nó không. Tuyệt vời, người dế quý nên phải bắt từng con, không có dám đổ thừa mứa như bữa hổm nữa. Đấy, chú dế ở trên rồi, chú cá rồng có vẻ chưa thấy. Vâng, và cú sừng đã ăn được dế. Ok, đúng là trong mùa dịch này thì rất là hiếm hoi nha các bạn. Là lo mua được dế cho tụi cho mấy chú cá là đã vui lắm rồi đấy. Sao con? Rất nhanh. Ok, chúc các bạn sẽ cùng ngắm cá để vượt qua mùa dịch này nha. Xin chào, gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.